Chùa Kỳ Quang 2, 226 xẹt 79, đường Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp là một ngôi chùa có rất nhiều cái di tích, kiến trúc rất là đẹp. Đặc biệt chùa là nơi nuôi dưỡng hơn 200 cháu mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Hòa thượng chủ trì thầy là thầy có rất nhiều cái công đức. Và hôm nay chúng tôi đến chùa vào cái ngày gần rằm Phật đản, lễ Phật đản sắp tới. Thì rất tiếc là hôm nay sư phụ đi lễ, chúng tôi gặp sư phụ, tôi ghi lại những cái hình ảnh Phật đản tại chùa mình. Chùa có những cái kiến trúc rất là đẹp. Xung quanh chùa là những tượng đá. Tại lễ Phật đản là Phật lịch 2561, dương lịch là 217. Thì đây là một cái đài Phật đản. Hai câu thơ: bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3000 thế giới đón Như Lai. Để mà kính mừng đại lễ Phật đản thì các Phật tử khắp nơi trên thế giới hân hoan hoan hỷ đón mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh ra đời, và ngài đã tu hành đắc đạo để lại cho đời những cái giá trị nhân sinh quan rất là tốt đẹp, tìm cái nhân sinh quan để giải thoát ra những cái cõi đau khổ con người, kiếp con người.
nay hầu xin Phật xuất ra sẽ lợi phất nền thầy thế độ. Chợt nghe như nay khai thị về hạnh xuất ra cao cả. Nay hầu na xin với mẹ cùng ông là vua tịnh phạn cho được theo Phật xuất ra Đức Phật dạy na. Hầu na lễ tôn giả sẽ lợi phất làm thầy thế độ để xuất ra tu học. Đây là việc xa đi đầu tiên trong phái đoàn của Phật. Từ dòng sông liên liên ngày trở lại gấp cây tất bát na dùng cỏ cát tường nó nằm tòa ngồi ngày ngồi tu thế kiết già mà phát đại nguyện rằng dù cho thịt nát xương tan nếu không tìm ra chánh đạo ta cứ tâm không rời khỏi cây cội cây này đại nguyện rung động trời đất kẻ đến năm thần diện thân che mưa chắn gió khi ngày nhập định tâm tầm tu.
xem qua một xíu. Dạ. Cắt tóc đổi éo chọn nẻo tu hành dòng sông Anome là dấu tính do lịch sử khi thái tử Tất Đạt Đa quyết định quyết tâm tìm cầu chân lý bên kia sông khi ánh trăng vàng còn in trên mặt nước. Khuya ngài tự tay cắt mái tóc xanh cởi áo hoàng bào gửi xà nắc đem về hoàng cung dâng lên vua cha tạ tội. Từ đây ngài bắt đầu dấn thân trên con đường tu hành tầm cầu giải thoát để tìm ra nẻo đạo nguyện màu. Vượt khỏi hoàng cung xuất ra tìm đạo giữa đêm khuya mùng 8 tháng 2, cảnh vật lặng yên, trời đầy sao sáng. Với ánh sao khuya như dẫn lối, trăng non đưa đường, thái tử cùng người hầu sa nạc cưỡi ngựa kiền chắc. Vượt dòng Anoma quyết chí xuất ra tầm đạo, cứu độ chóng sanh thoát khỏi sanh già bệnh chết, đoạn tuyệt phiền não đau khổ sanh tử luân hồi. Nhìn thấu sự thật cuộc sống vô thường, một hôm sau đãi tiệc do vua cha thiết đãi nhà muốn dùng hình hoàng hoa lạc vui tươi để giữ chân người ở cung son kế vị ngay vàng. Thái tử bất chợt nhìn thấy cảnh say sưa nắp của mọi người sau khi vui vẻ khiến ngài nhận ra bản chất thực của sống. Từ đó dòng suy tư ngày càng chững nặng trên gương mặt trẻ hùng thái tử đương triều. Ôi, chỗ quay phim rồi. Oh yeah.
Con bỏ nó ra không nó chết đấy, con bỏ nó ra không nó thiếu oxy nó chết. Không có, bạn đem về. Nè, mang về à?